Nhưng mà quý vị đã mở cái lòng Bồ Tát ra, quý vị đã có phát triển cái lòng Bồ Tát, cái Bồ Đề Tâm rộng lớn để giúp đỡ cho nó được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi không biết nói gì hơn, con rất là cảm ơn quý vị. Mong cái Bồ Đề Tâm này mỗi ngày mỗi lớn lên và mỗi mở rộng ra thêm, càng lớn càng, mỗi ngày càng lớn càng phát triển lên, để cho tất cả, lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và tôi cũng xin tất cả các bạn đồng tu và để gây ra cái tâm thật là tha thiết. Rất là tha thiết, để rất là tha thiết để cho cái xá lợi của cháu được nguyên mãn, và hệ thống của chúng ta đó nó sẽ có cái kết quả tốt đẹp. Con xin có một vài lời với sư phụ là tâm của thầy con là tâm Phật, với giác biết giác thương, lòng bi mẫn trùm khắp mười phương, đưa chúng con về quê hương Tây Phương Cực Lạc thân thương. A Di Đà Phật. Ngày xưa chúng ta xuất gia vô duyên đó, tụi con những người theo thầy những 10 năm về trước là đi nghe pháp, rồi xong trào xuất gia vô duyên thì đi là đi về đó, rồi nó không có mục đích lý tưởng. Còn từ đây chúng ta mỗi lần xuất gia vô duyên, chúng ta tự lợi cho mình, mà mình còn có thể cùng cộng tu để mà giúp đỡ cho những hương linh được giải thoát, đó là rất là tốt. Từ nay tôi nghĩ là cái nghề xuất gia vô duyên nó có cái lý tưởng, nó có một cái mục đích rõ lợi, tự lợi và lợi tha nữa. Đó là cái thầy biết là những khóa tới nó sẽ có nhiều cái tốt đẹp hơn nữa. Nhưng mà đây là cái khóa 140 người xuất gia, đó là không phải dễ đâu nha. Đó, đối với thầy là huy động được 140 người xuất gia không có dễ đâu. Bây giờ mình thấy đã là có con cháu đầu tiên, đó là Thủ Tuyền, nó đã hộ niệm theo lời hướng dẫn của thầy, nó hộ niệm 8 tiếng. Và khi thầy bay qua là thầy đo độ thì nó chưa được nóng ở đỉnh đầu, cho nên thầy làm phô qua cái quay phim hết thì nó được 102 độ 2. Nhưng mà cái đó là không có đầu tiên. Còn cái này đó là tự động vợ chồng tôi dự nghiêm hộ niệm, không phải con chó nào đưa là tôi cũng làm, tức là con chó nó phải có hộ niệm. Rồi hộ niệm rồi tức là nó phải có cái bế sức 8 tiếng rồi đó, không thành công được. Bây giờ chúng ta mới nhờ cái lực của đại chúng, phải không? Đó, tại vì rõ ràng con chó đâu có tìm được con nó đi tu đâu, có không? Khó lắm, khó tiếp là cô gì chú bác nó đi tu nữa, khó tiếp bảy đứa đi tu nữa, thành bây giờ đại chúng. Đó, nên cái bộ này là bộ tôi sử dụng Thủ Lăng Nghiêm, còn cái bộ trên kia là tôi sử dụng Phật Đản Tùng Thắng và Tiền Liên Của Đảnh, để coi cái xá lợi nó khác nhau chỗ nào. Chúng ta đang học mà quý vị, mỗi một cái chúng ta phải thử coi nó thế nào. Yeah. Chúng ta sẽ nhìn lại cái bộ cô, nhất là giữ cái bộ mà của con Max, đó là nó là 40 mấy viên của Phật Đản Tùng Thắng và Tiền Liên Của Đảnh. Một con trai có lực có đệ chứng, chúng ta sử dụng là 5 đệ Lăng Nghiêm và thập chúng xong là sàn liền. Đủ hết chưa? Dạ, yeah, xong rồi. Đích thân con, ai là mẹ con nói lại đây? Tự nhiên con được kêu là mẹ chứ con gì nữa. Ba là mẹ, bà ngoại. Bà ngoại có ông ngoại đâu? Chua. Bây giờ nè, lật ra lượt xuôi nha. Nó có cái gói trong này hay sao? Hay là nó bỏ bột? Thấy không? Đốt luôn cái này, nó có dấu rồi thì nó đi luôn nè. Nó xác là mẹ tô. Rồi bây giờ cô tưởng cô gói này đi.
cô gói lại đi. Đó, quấn lại. Dạ tôi không biết nha, tự động cô có bỏ gì là cô bỏ đó, tôi không biết. Con là cái gì, cái nhiệm vụ khi nó tắt là bóp. Con nhất thế giới. Chó giảng sanh là người gửi sớ đó nha. Rồi quay mặt bà đi rồi bà tự vào cô. Bây giờ đó là khi nó mất là cô đem thiêu cái hoàng nào? Dạ, rồi, tức là toàn bộ từ hồi đó về mấy năm nay, một năm mấy là cô lấp nguyên vậy luôn đó, thấy không? Dạ. À, có bỏ hột sòn đá quý vậy vô không? Con đâu có, rồi bỏ. Rồi, không có. Ông ngoại không bỏ, hỏi ông ngoại có bỏ không? Dạ, không. Tôi nghĩ là không có làm chuyện đó đâu. Ông ngoại đây. Dạ. Thấy không? Dạ, dạ. Tại vì cô muốn nó giảm sanh mà cô đâu có lừa đối gì được. Dạ, đúng không? Dạ. Hỏi lần thứ nhất thiệt không? Dạ, thiệt. Lần thứ hai thiệt không? Dạ, thiệt. Rồi, lần thứ ba thiệt không? Dạ, rồi, bây giờ đó, quý vị ơi, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bây giờ đó, con chó này thật sự đó, nó có phước lắm đó quý vị ơi, nhiều khi có phước hơn chúng ta nữa đó. Phải không? Chúng ta, quý vị nghĩ là làm sao huy động được trong 40 người xuất gia được không? À, nhưng mà tiền nó có mặt đây này con. Kỳ này nó mà nó giảng sanh thì nó kêu con chó con bằng sư tổ. À, con kỳ này con cũng đã có chó giảng sanh rồi, con cũng phải trá tụng nghe không? Nha, đó. Bây giờ đó tôi hỏi đại chúng nha, quý vị có hết lòng là muốn dùng cái tâm mình với công đức xuất gia của mình đã được quán đảnh, mình đã trì Phật đảnh công thắng, mình đã trì lưu quán đảnh, bây giờ quý vị đã từng tụng Lăng Nghiêm, ở trong này có người tụng 10 năm, 15 năm, quý vị có thể hồi hướng công đức tụng Lăng Nghiêm của quý vị cho cái Nguyễn Poppy này không? Là thứ nhất. Lần thứ hai, quý vị có hồi hướng công đức tụng Lăng Nghiêm cho Nguyễn Poppy Pháp Danh Tuân Hộ không? Dạ. Lần thứ ba, quý vị có đồng ý sau khi nó có xá lợi rồi là không có được gọi là Poppy nữa mà gọi là Giác Linh? Dạ. Rồi, bây giờ bà ngoại qua bên kia đứng kế bên ông ngoại. Dạ. Để bên đây có gì nó lửa tắt là ông nè. Ông khờ vô dạ. Cho tôi. Rồi nha, quý vị chuẩn bị tụng Lăng Nghiêm mình chờ nghe để thầy phát nguyện nha. Nam mô Lăng Nghiêm hồi tướng Phật Bồ Tát. Trong kinh Phật có dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nguyện bất bi mang sanh xuất sanh, nhưng khác chúng ta ở cái nghiệp. Ngoài ra Phật tánh của Nguyện Bất Đi đều giống chúng ta không khác. Hôm nay đầy đủ phước duyên, phá tu trên 200 người tham dự. Tại làng Di Đại nếu có khoảng 140 vị thọ 10 giới xa di. Nguyện hồi hướng công đức này cho hương linh Nguyện Bất Ly Pháp Danh Tu Ngộ sanh ngày 2 tháng 3 2007, tạ thế ngày 17 tháng 1 2021. Trong thời gian xả báo thân, chủ của Nguyện Bất Ly đã tụng một thời Lăng Nghiêm thập chú, ba nguyện địa tạng và niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Nhờ công đức này hôm nay nhân duyên hội ngộ tại đây, chúng con thực hành mật pháp nguyện tụng trì Lăng Nghiêm thập chú để hồi hướng cho hương linh Nguyện Bất Ly, phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ, tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ.
Ở trong xớ này có rất nhiều xớ của chúng sanh loài người, biết đâu đang ở trong loài ngạ quỷ, loài địa ngục. Nếu mà huyện bất bi được để lại ngọc xương xóa lời, thì các xớ này sẽ được sở cầu như ý. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Lăng Nghiêm Hồi Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Cái gì không có cần tụng cái tựa, tụng vô Nam mô Tát Lát Tha luôn, Phật Đức bắt máy đi, làm chủ đi rồi cái gì tụng theo. Rồi à, cứ thỉnh thoảng cái gì đánh một tiếng chuông nha, cứ thỉnh thoảng đánh một tiếng chuông, cứ nó vừa hết tiếng ngân rồi đánh một tiếng cho những cái chú nó nằm trên này nè, nó vang ra. Ba tiếng chuông rồi bắt đầu tụng. Oh,
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam mô A Di Đà Phật.
Namo
Thank you.
mời qua bên góc đi, mời lên góc đi. Rồi chú đó, một chú đó, đó. Ôi trời ơi, cái viên này bự quá, cái viên này bự quá. Cái viên này bự quá. Cái viên này bự quá luôn á. Rồi, gấp ra. Lấy cái gấp đi, lấy cái gấp ra viên đi. Còn đây con tìm thêm thôi. Trời. Lấy cái gấp ra đi, con tìm, con tìm, con tìm. Lấy cái gấp ra bà vừa. Thầy còn gấp không con nữa. Con tiền con không gấp rồi, thầy còn gấp. Rồi, lấy cái gấp vào đi viên cái đó. Dạ. Ba viên rồi thầy ơi. Rồi, bỏ ra. Một viên bự lắm á. Cảm ơn hà, ca gì hảo hữu đà. Rồi. Được chưa? Đó, đó. Rồi. Thôi, bỏ rồi. Viên bự á, sư phụ đó rồi. Bóp mì á, bóp mì, ta thật muốn bóp bả luôn. Vui thiệt cái chứ. Giọt nước nè, một viên giọt nước nè, đừng có làm cho đúng chưa rớt. Ba mẹ bóp mì bóp nào. Giọt nước. Một viên giọt nước nữa nè. Cái đó này thôi hộp dễ sợ luôn á, thôi hộp dễ sợ luôn á, thôi hộp quá trời luôn chứ. Ông bà nội sáng hello, ông bà ngoại, ông bà ngoại. Đây nè con, thấy chỗ này nè, này chỗ này nè, này nè, này nè, này nè, viên bự đó nè. Trời ơi, viên bự đó thưa bộ ơi, viên bự đó nè, hai viên luôn, hai viên luôn. Chiếu kìa, thấy chiếu không? Ba viên nữa thưa bộ ơi, hai viên bự luôn. Hai viên bự luôn. Kẹp đâu, đâu kẹp quá. Quýnh nè. Ủa, viên bự. Rồi tí cầm ra đi, tí cầm ra đi. Sáu viên rồi. Có muốn tí sàn luôn. Rồi tí sàn đi, tí sàn hết.
6 viên rồi đó. Đúng lụm chụp quá nó sót đi ơi. Nó nhỏ, nó nhỏ. Nhẹ nhẹ thôi nha. Bây giờ bỏ. Bỏ vô cái máy nữa. Chạy ra ngoài không khóc ngoài. Để xuống dưới đất giùm con ơi, để xuống dưới gầm á. Gầm. Đó coi đây đó, nó có gì. Đó, đó, đó. Hai viên luôn đây còn cầm đây đó 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 kéo áo lên. Sao cái cây nó dễ xuống bên đây coi. Nó dễ xuống bên đây coi. Đây này, cái này nhỏ đẹp quá. Đó. Con nó như là nó học sòn vô vậy. Nó bự đó. Nó kia là muốn nhiều nhiều quá chứ. Đây đây viên bự nè, đây viên bự nè. Trong nè. Đưa cái giá, đưa cái giá vào đây. Có điện thoại không? 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 Có điện đó, đó. Nước sôi. Ủa, hai viên nữa rồi, hai viên nữa. Ba viên nữa. Có chồng nhắc đi, bưng nó quá. Cái dòng kim cương dạ. Kim kiếm kim kiếm nè, dòng kim cương chưa. Chưa rửa đó, chưa rửa mà nó ra rửa. Chưa rửa mà nó ra như vậy. Chưa rửa mà nó giống cái hộp kim cương quá ha. Nè. Thấy không, chưa rửa mà nó ra giống cái hộp kim cương quá hả? Thổ ha. Lăng nghiêm rong quá hả? Đây nè. Đó, đẹp lắm nè, chưa đẹp chút nào. 18 viên rồi. Đây có. 18 bắt đầu 19 viên. Ủa vậy hả? Trời. Đó,
một bên một da luôn. Em cầm một lấy cái xe đi. Bây giờ mới lấy cái này đổ lấy cái nhà xe đổ nó mới kỹ. Nó không có kỹ. Đổ cái cái đổ đi chờ nó nguội. Đổ vô cái thao đó. Đây luôn. Rồi. Lấy giùm cho mấy nắp cái nắp. Nắp cái chí. Cô nghĩ là khoảng 25 đang là 25 viên rồi. Thôi, đó. Đang còn khang nè, đang còn khang nè. Đổ đây. Đang còn khang. Có đấy thì lựa chưa. rửa được 23 viên rồi, tất cả là 25 viên xá lợi, nhưng mà rửa được 13 viên rồi. Viên bự bự không à. Quá trời ơi, con ơi. Đây nè. Rồi sáng tối nữa, đi bà đi bà đi.
Quá đẹp luôn. Đây là 18 viên rồi nè. Trung tâm pháp, trung tâm là thấy đẹp quá rồi. Bây giờ đang coi những cái sao lại 30 mấy. Nó trong nhất từ đó. Trong veo luôn. Nó chiếu như hộp sò. Ba mươi rồi nè, năm viên nữa là 30 rồi.
37 viên giờ tìm một viên nữa là 38 viên. 38 viên cá lại rồi. 38 viên. 38 viên. 38 viên tất cả xuống rồi. Bất khả tư nghì, màu màu xanh cũng đẹp quá. Thế giới người ta đang nói là bất khả tư nghì á. Hình như là 39 viên rồi, tính luôn viên dớt là 39 viên. 39 viên. 39 viên, tính luôn viên dớt á. Là 39 viên á. Tính luôn viên dớt là 39 viên. Chưa lượng được. Qua bên đây nè. 38 viên. 38 à? Một viên bị rớt là 39. Ờ 38 à? Dạ. 38 đi ra trên online người ta nói là giống pha lê quá, bất khả tư nghì, và cái màu xanh cũng đẹp quá. Người ta nói là màu xanh cũng đẹp quá. Màu xanh cũng đẹp quá. Kim sao lại người ra qua lại là kiếm rồi. Tạm biệt nha, để cho một con nữ người bước ra cho chàng rất cuộc đi rồi. Giờ đẹp quá. Đi đi đang còn bao bên đây thì chưa nốt được. Đó, cái lên lưng. Để mấy đi vào rồi sao sao sao. Cái là nhất bỏ cái đèn lên cho mình. Chó này mà với chó này tụng tụng kinh theo bằng ngồi kinh mỗi ngày á cô. Cô Diệu Nghiêm nói bao nhiêu chùa của mình mỗi lần cũng đó cô là năm nữa. Wow. Mai mốt mình tốn hôm nay mình không biết sao à. Ông bà của con chó qua đây nói chuyện. Mời ông bà ngoại, qua đây. Ông bà. Kêu ông ngoại bà ngoại chó ra bên nói chuyện này. Sao rớt hoài vậy? Không, hồi nãy nó xịt mạnh quá, cái nó văng, nó nhỏ. Tại vì nó tròn á mà. Tròn mà tối nữa. Chị nó chiếu nhưng mà nó gì nó nhỏ. Mình này đi đi rồi, ông bà đó đâu rồi, đừng qua nói chuyện nhanh lên. Đó đó, ông bà đây, ông bà đây. Đây đây, qua đây đứng đây nè, đứng trước sư phụ nói chuyện ngay bả đâu. Em à. Em à. Qua đây. Ngoại ơi ngoại. Bà ngoại lại đây. Con cũng thỉnh bà ngoại. Bà ngoại lại nói đi. Ngoại đẹp.
bà ngoại đứng đó, bà ngoại đứng đó, đó ông bà ngoại đứng đó. Đâu không quay trước đấy cho lại tôi. Nói ra gõ lời tắm. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Nói lời. Rồi. Thầy Di Đà Phật. À, kính quý vị giữ im lặng để bà quản chó nói chuyện. Đứng lên tại vô camera. A Di Đà Phật, con đảnh lễ sư phụ và tất cả tăng ni đại chúng. Tụi con rất là cảm động vì cái thấy là quý vị mở lòng ra và quý vị đã giúp đỡ cho. Không nghe nói lại. Cùng thỉnh. Mở cái này đó nghe. A Di Đà Phật. Trước tiên là con xin đảnh lễ sư phụ và tất cả tăng ni đại chúng. Con rất là cảm động trước cái tình cảm của quý vị đối với là công lao của quý vị đối với những chúng sanh đó nhoi, mà quý vị đã mở cái lòng còn về ra để cho giúp đỡ cho hôm nay được cái kết quả mỹ mãn. Nhìn coi nó rõ ra sao. À, con xin đảnh lễ sư phụ. Thật ra đó, cái này là lời Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và quý vị biết rằng con chó nó là nó lên nó trả nghiệp cũ mà nó không tạo nghiệp mới. Tụi con để ý như thế hả, bây giờ tụi sư phụ tốt tụi con, mà sư phụ bữa nào sư phụ chỉ cần la hay là lấy cây quýnh lấy cây là có chuyện liền. Dạ. Không? Nhưng mà quýnh nó rồi nó chạy vô nó dân quắt đuôi à. Dạ. Đó là cái mình thấy nó thanh tịnh và nó cứ kiếp trước cùng. Nãy nhỏ quá, để điếm. Cho nên quý vị biết đó, đừng có tâm khinh thường con chó mà Đức Phật nói tất cả chúng sinh có Phật tánh mà bây giờ nói mình nói vậy nhưng mà nói thôi, bây giờ bữa nay chứng minh cho thấy. Thấy không? Chứng minh cho thấy. Và quý vị thấy rõ ràng là cái hũ cốt nó chỉ bây giờ nó ra tương ứng với cái xương của nó. Người thì bự nhưng mà nó ra nhỏ nhỏ tại vì nó nhỏ thôi. Dạ. Theo cái tỷ lệ của nó. Khi mà xương say đó nó có chừng cái bằng cái tách xương bọc ra. Thành ra lúc mà sư phụ khều hoài cũng đâu có thấy gì đâu. Dạ tôi... Hồi hộp. Tại vì nó có cái hộp gỗ nữa mà tôi tụng thường thường là hết năm đệ lăng nghiêm qua tới đệ bi thập chú rồi thì tôi nghĩ bắt đầu tôi đốt chú lăng nghiêm. Tôi đốt chú lăng nghiêm rồi thì tôi khều thử coi nó có thấy cái gì cũng không thấy có gì hết. Thì tôi quản rồi tôi đốt rồi tôi hôn lại cái hình của nó. Lúc nào tôi đốt cái hình chú Tùng rồi cuối cùng rồi tôi thấy là tôi nó nguội rồi tôi không dám dụng vô nữa, tại dụng vô là không tụng được nữa. Tụi con hiểu không? Nó tụng rồi thôi niệm phật đi là biết có vấn đề rồi đó. Niệm Phật xong xuôi 20 xong xuôi đã được rồi biết tôi thấy cô không xong, tôi nói rồi giảng sanh đi, 21 biến xong rồi thấy lũ xong lý mà đế. Tôi còn xuống cái nửa lũ mới đi bắt mày hồng. Nhưng mà lúc đó tự tiên nó khó rồi chứ nó không mừng quá. Tiền bắt tiền sáng mà. Nó ngồi nó rành nó căng. Thì thầy cứ thôi đưa qua đưa lại nè, ông bọn thấy nè. Thầy đưa là thầy kiếm là thầy cũng chết rồi. Chết rồi, cái này không chết gì, mấy đệ tử người mà chết về cẩu là chết rồi. Con nói có rồi, nó múc lên cái giá đó là 3 viên. Nó đẹp hơn. Là cái miếng bự là cái miếng bự là như là ở trên con tiền đó. Miếng bự là tưởng là cái miếng cái gỗ. Là không nhưng mà lên đây coi lại rõ là mấy là cái miếng bự nhất. Tiền và sư phụ. Con tiền nó tụng đúng một đêm rồi lăng niêm rồi địa tạng rồi nó niệm Phật rồi tôi qua tôi phô qua thì nó ra 42 viên. Nhưng mà con tiền á nó không có lớn được, còn đây là những cái mà nó bự nó to là do cái thần lực của đại chúng đó. Những cái viên lớn là tụi con thần lực của đại chúng đó, còn cái nhỏ nhỏ là bản thân nó giống như con kia nhưng mà nó lại sáng hơn. Nó sáng hơn. Nó nhỏ hơn chó có tiền nữa. Dạ. Yeah. Nhỏ lắm. Chó nó nhỏ. Con chó này nó nhỏ. Nó có 5 pound mấy à. Đó. Nhỏ. Thành ra là nó quý vị thấy rõ ràng nó ra là mình thấy nó nhìn cái mình biết. Còn những cái viên xanh đó là những cái viên này kia, viên xanh đó là đại cũng như là của cái công đức của đại chúng mà nó ra được nhưng mà kiểu như nó không có hơn được nữa. Nhưng mà con nhỏ con này là kỳ về cũng không có tệ đâu nha, cũng trung phẩm chẳng có dẫn mặt như đó. À, có mấy sư bà ở Việt Nam lên tụng cái đó. Sư bà bến tìm gọi cho tôi ở bên Việt Nam họ theo dõi cái kênh nội tụng luôn. Bây giờ sư bà đã xem cho tụng nè. Sư bà Việt Nam nó sư bà lớn lắm á. Tương đương với sư ông Thanh Từ. Dạ, lớn tuổi hạ với bà Thanh Từ đó sư bà. Đây là sư bà đang xem cho tụng nè. Đang nói biểu con đưa cho sư bà đọc. À,
Kính chúc thượng tọa trụ trì chùa Tầm Nguyên mừng xuân Di Lặc Quý Mão năm 2023. Bốn câu thơ thượng tọa Thông Lai Phước Hữu Dư, độ chúng tiếp tăng hành Phật sự, hạt giống Bồ Đề nơi chốn chốn, sư phụ Thông Lai Đức Minh Sư. Cảm ơn sư bà. Di Lặc Phước Điền Quan Hỷ Tận, Thái Bình Nhân Loại đón mừng xuân. Di Lặc mỉm cười vui tẻ mại, người ngắm thanh bình tấm bể xuân. Xuân về nồng nhiệt chứa chan, nắng xuân nay đã ngập tràn niềm vui. Đón xuân mừng cả đất trời, xuân lưu liếng mãi người, người yêu xuân. Năm mới Quý Mão kính chúc thượng tọa trụ trì chùa Tầm Nguyên làng Di Đà Bồ Đề thọ trường vô lượng an lạc, vô lượng các tường, mọi Phật sự viên thành. Việt Nam Vĩnh Long ngày 28 tháng 1 2023, sư bà Thích Nữ Trí Tiên. Cảm ơn sư bà, tất cả đệ tử chúng con cảm ơn sư bà. Sư bà cửa hạ ngang với Hòa Thượng Phúc Lâm á. Dạ. Nãy giờ sư bà bển tụng. Cũng tụng theo nữa. Bên chùa bển cũng đang tụng theo sư bà. Chúng cũng tụng theo, tức là con này nó quá có phước. Ráng nha, tụi con lãng quạt tới hồi lâm chung không được trăm mấy chục người đâu nha. Nha, sư phụ kêu kêu mới thấy nè, cái đóm trắng luôn ha. Đó, nó có đèn nó rồi đó. Bây giờ con để cái nâu vô để cho mọi người thấy là cái chấm đen, chấm trắng nhỏ nè. Hai chấm trắng nhỏ nè. Hồi nãy trong đó tối có thấy á, đại chúng nhớ, lực của đại chúng nhớ mình phải nói rõ. Dạ, lực của đại chúng. Lực đại chúng không có dễ kiếm được 140 người mà tu đâu. Quý vị không có biết đó, hồi nãy lúc mà tụng ra nửa thời là nó nổ một cái râm ở trên đó. Con không có hiểu đâu, có một vài người nghe. Đây nè, hỏi ông này coi nè, ông đó nghe rõ lắm, nè nè, chị ông kêu nghe nè. Hồi nãy tụi nghe cái rầm, có mấy người nghe, con cũng nghe đây, có mấy người nghe luôn, tiếng sống nổi. Con cũng nghe. Dạ. Con cũng nghe, con tưởng cái phone của không, Hải Âu Phi sống nổ. Đây này nè. Con tưởng của Hải Âu Phi lúc đó là rút ra đi đó. Không có mưa mà sống nổ. Sống xếp, dạ. Tụi con bây giờ là chỉ dưỡng tu thôi, chứ mà tu lặng bạn mà sao lợi xệ hơn nói là không được đó. Thôi không tu được chó. Vợ là mừng đó, là nhưng mới mắc coi cái bộ, người ta nhìn vô nó hổ, cái bộ này của ai vậy? Dạ của người, bộ này của ai? Của chó. Hai con chó xá lợi nhiều nữa. Không, càng ngày càng đẹp, tụi con thấy chưa? Khi mà quán đảnh rồi, làm đủ thứ hết rồi, vô hồn rồi, tụi con thấy tụi nó khác rồi. Nó trong lên. Có thêm cái dây này nữa. Dạ. Yeah. con cầu vui xin. Ha, vui ha, trúng số ha. Dạ. Con cầu xin qua cái tiếng chuông này của con cháu của con thì tất cả nhân loại không còn ăn thịt chó nữa. Và hy vọng rằng cái phát tu tới là chúng ta sẽ có một cái ban tiếp đón cho những phật tử chó. Năm nay chó nhiều sư phụ. Bởi vì con không biết ghi sao lễ sàng lọc cho cốt của con chó hả? Phải không? Con chó, con chó. Để là cái này thì này sư phụ nói gì đó. Sư phụ nói là để sàng lọc siêu lễ nó để con chó đâu được. Đúng giống tên. Nó chơi thôi, đây nó chơi thôi. Để tên nó đàng hoàng kia. Dạ. Chú chó. Dạ lên. Giác linh thiện cẩu. Anh gì sư tổ là thiện xúc, bây giờ nó là thiện cẩu. Ông phẩm sư phụ có nói rồi, chó đặt là thiện cẩu á. Thật ra đó quý vị thấy mình lời Phật nói không có sai, thấy không? Từ đó mình thấy là nó có cái Phật tánh y chang như mình à. Rõ ràng là cô lóc lại tôi đâu có đụng gì tới, đốt luôn. Con luôn không có mở ra. Con còn hồi hộp đó, tại vì con nhớ là nó có một chút xíu à. Mà nó thì chút xíu nó mới ra nhiều đấy, mới viên nhỏ nhỏ là không thấy à. Tại vì nó nhỏ quá đó, nó đốt nó còn chút xíu à. Thành ra lúc mà sư phụ quơ quơ cào không thấy gì hết trơn. Rung chưa? Câu hồ pháp. Lúc sư phụ quơ quơ thấy rung rồi á. Dạ. Nhưng mà con nghĩ tại vì nó hồi nó còn sống nó cũng hay hù con. Thành ra chắc nó cũng hù đó. Chứ nó biết sư phụ là, nó biết sư tổ còn nhiều. Bây giờ để tạm tạm.
Bầu thỉnh gì? Có bầu thêm con đứa nữa. Thôi rồi cho mình chết. Chết ngày nào? Chết ngày cũng đi thăm hỏi. Dạ. Ở đâu ơi? Chôn chưa? Hay là đặt thiêu chưa? Trời ơi, sao vậy? Không sao, không thiêu ơi, mang qua đây luôn, xử luôn. Thì kêu chồng con á, nó lấy rồi nó đi thiêu đi. Nó tên là Bóp. Thiêu liền nó mới chôn còn đó mà, chôn trong nhà thì lấy đi thiêu đi. Thì bây giờ không thành vấn đề, với mặt tông không thành vấn đề, là thiêu là bỏ nó đi, rồi sắp hội tới tháng 7. Tháng 7 rồi ai tu luôn, bầu tới. Bầu tới luôn. Bầu tu là bầu tới cái bầu luôn. Come on, smashing. Come on, smashing. Say hi. I am. Mama's here. Trust me. Gọi gì? Hành đi, hành đi, hành đi. Đi thiêu chó lẹ lên. I'm good. Tôi sẽ cấp bằng khen. Thầy sẽ cấp bằng khen. Con có một cái bằng bên kia rồi phải không? Bằng ở bên kia có. Mà biết có cái bằng bên đây nữa. Mỗi một cái bằng tương đương với hai người xuất gia. Giao duyên. Hình như là bà bầu phải không? Tôi có cấp giấy bên kia. Có rồi, tôi nói gì đưa thầy tự Minh đó. Tại vì nhớ bên kia là bác Thiện Tâm có đưa cho nhà bếp đó. Có đưa nhà bếp không? Không phải họ đưa nhà bếp mà họ đưa của nhà bếp của làng. Không, tôi sẽ cấp bên đây. Tôi sẽ đúng rồi, tôi cấp bên kia. Đúng rồi, kiểm lại cái băng nhà bếp mà của làng của mình ở đây á. Là tôi sẽ cấp lại cái nhà bếp chúng nữa. Tôi cấp ký cấp giấy liền. Là mỗi một cái giấy certificate mà công quả đó được tương đương với hai người xuất gia dân viên 49 ngày. Hai lần là con được 4 người rồi. Con kiếm thêm mấy lần nữa là con được 7 người. Wow. Tôi có giấy là chú tôi cấp. Sư phụ cũng có đó, mấy người đưa đón nữa cũng được. Mấy người đưa đón cũng tính là được 2 người xuất gia vô vậy. Là con được sư phụ có tưởng được nữa. Đưa đón. Hồi bữa đi phai ông là phải qua cái ông Tài Hiếu. Đúng rồi. Sư phụ còn người livestream sao sư phụ? Người livestream là trừ lại. Có, thầy có giữ giấy đó mà. Thầy sẽ có. Ở bên đó là người ta cho nhà bếp của bên đó, như nhóm của cô phụng trụ đó. Rồi, còn đây phải là ban này. Nhà bếp. Giống như con mỗi lần con nhận đồ bếp lại con nhận cho ban nhà bếp này, con có bạn nhà bếp của làng. Cho nên mấy người mà nhà bếp của làng đã cứ hỏi con hoài, con nói không, con chỉ nhận nhà bếp. Bây giờ lên cho lên đó để nói chuyện, lên chút xíu. Lên cho sắp bị tạng. Sắp bị tạng quý vị. Rồi. Thì lên đi rồi tôi nói. Thôi giờ cứ đại đi, mai sáng nhiều khi đến lúc mà lượm được à, phải không? Thấu thì với nhé. Oh no.
Ya ma ma ta ba na ta ya ta ba na.